Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 0, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9327, 6358, 1878. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7986. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07781, 03565, 03365, 69419, 13417, 53466, 72224. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46852, 85169. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95209. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17301. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 878327. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 878327.